Chị Mỹ Anh á, đây là Mỹ Anh ríu rồi. Chuyền một tốt rồi. Hoàng Minh ba chắn, pha tấn công kéo sân rất tốt, điểm xong là đều luôn. Hoàng Minh pha tấn công rất mạnh, tấn công thẳng vào anh Minh Râu. 11-10 cho các chàng trai Hùng Sơn. Gần hết rồi. Anh Minh Râu đánh cực kỳ lăn xả. Hoàng Minh rất tốt. Một pha tấn công lọt càng của Hoàng Minh. 28 rồi. Kìa. Hoàng Minh tấn công về ý rất mạnh. Anh Minh Râu nãy giờ thủ cực kỳ lăn xả luôn. Hoàng Bình điên này. Đó là câu trả lời của Hoàng Bình. Dúng nhỏ phát bóng. Hàng sau Hoàng Bình rất tốt, một pha tấn công 3-2 hàng sau tốt của Hoàng Bình. Đây mọi người mà chia sẻ là các anh em ở bên nước ngoài vẫn có thể xem được rất tốt. Một pha nã đại bác uy lực của Hoàng Bính. Điểm cho các chàng trai Hùng Sơn 9-5. Vâng ạ, em cảm ơn tất cả anh chị em ở bên nước ngoài và ở trong nước nhá. Một pha đánh trông rất tốt của Hoàng Bính. Hoàng Bình biên hai. Quá tốt của Hoàng Bình. Chết. Hoàng Bình. Anh Minh Râu bật cáo là mọi người ạ. Dũng nhỏ. Con kia. Con kia. Hàng sáu dũng nhỏ vẫn chưa được. Hoàng Bình. Anh Minh Râu vẫn còn. Hoàng Bình hàng sau. Kính chúc hơn 1.800 anh chị em đang xem live trận đấu thuộc khuôn khổ giải bóng chuyền huyện Kim Bôi. Nhiều sức khỏe, luôn thuận lợi, may mắn trong cuộc sống. Có điều kiện tiếp tục dành thời gian quan tâm, yêu quý động viên đối với bóng chuyền phong trào của Hòa Bình tỉnh cũng như những giải đấu cấp tỉnh và giải câu lạc bộ tại Hòa Bình cũng như những giải hội làng khu vực Hà Nội. Đó là